lâu rồi mình chưa có gặp mẹ của mình. Bước xuống xe và thấy mẹ mình ở đó thì mình đã rất là xúc động. Không thể nào mà nói được, nước mắt nó muốn từ từ nó trào ra. Được lên căn phòng của mình, mọi thứ mẹ đã giữ nguyên. Phấn khích nhất đó là mình chồng vào một cái áo như là một cái mền vậy. Sau đó mình chồng cái quần của mình vô thì nó dư cả một gang tay luôn. Trời, cái quần nó rộng, tôi nghẹn luôn. Từ đó tới giờ là tôi mong ước cho con tôi nó được ốm mà không thể nói lên lời. Trong 3 tháng vừa qua là mình không có lo được gì cho mẹ hết. Mẹ phải tự bươn chải mọi thứ. Tôi bán cơm nhưng mà giờ ở đây là vắng người quá rồi, công ty nó nghỉ hết rồi. Không còn bán cơm mà mẹ chuyển sang bán hủ tiếu nên mình nghĩ chắc là gia đình cũng có một số khó khăn. Nhưng mà mẹ đã không tâm sự với mình, mẹ sợ mình lo lắng. Trở về trường, cấp 3 của mình rất là bất ngờ tại vì rất là đông các em chào đón mình, rất là nồng nhiệt. Mình đã cùng với anh Lộc là biểu diễn một tiết mục và hai anh em nó nhảy rất là sung, cảm giác như là được tiếp thêm cái sức mạnh cho cái chặng đường cuối cùng. Mình có một cái đám bạn rất là thân, một cái sự bất ngờ lớn xảy ra, đưa cho mình một cái hộp thì mình mở ra là chứ thấy một cái hình nặng bằng đất sét, nặng theo từng tuần, hạnh phúc lắm luôn. Mình đã quyết định sẽ dành cái ngày chọn nó cho mẹ, dậy thật sớm cùng nhóm bếp với mẹ, cả hai cùng đi chợ, cùng về nấu và cùng về bán. Con sẽ làm những cái điều đó để cho mẹ vui mừng được, hạnh phúc hơn vì là con đã trở về rồi. Con không có cho mẹ đi coi những cái đêm mà quay hình. Con nuôi một cái ý định rất là lớn, đó là con muốn mẹ được đi xem cái đêm gala chung kết. Mẹ không cần con phải đậu nhất nhì ba gì hết á, nhưng mà mẹ muốn cho con giảm cái ôm. Con hy vọng là mẹ sẽ cảm thấy vui, hạnh phúc và tự hào vì con gái của mẹ hôm nay đã lớn, đã trưởng thành.